Hello mọi người ơi, thì hôm nay Ngọc thèm món thịt kho hột vịt các bạn. Nhưng mà Ngọc thì không có hột vịt ở nhà, chứ Ngọc sẽ kho thịt kho hột gà. Thì thịt Ngọc đã luộc qua rồi, Ngọc có nêm một chút muối với lại một chút bột nêm vô, rồi bỏ củ hành vô nữa cho thịt nó thơm. Rồi bây giờ nè, Ngọc sẽ vớt thịt ra rồi. Bây giờ Ngọc sẽ ướp nè. Trong đây là Ngọc sẽ bỏ tiêu vô nè mọi người. Rồi, tiếp theo sau đó Ngọc sẽ bỏ nước màu cho cái màu đẹp thịt kho mà. Rồi sau đó Ngọc sẽ cho nước mắm vô. Nói chuyện đi. Sau đó Ngọc sẽ cho hành tỏi, ướp hành tỏi vô cho nó thơm. Rồi Ngọc sẽ để ướp trong vòng tiếng đồng hồ rồi Ngọc sẽ bắt lên kho. Đây các bạn, sau khi mà ướp xong bây giờ Ngọc sẽ bỏ thịt kho của Ngọc vô, Ngọc chiên sơ nè. Rồi bây giờ Ngọc sẽ đổ nước vô nè. Rồi cái nước này Ngọc ướp thịt đó, bây giờ Ngọc chế vô. Nhưng mà Ngọc không có bỏ hành với lại tỏi vô, tại vì nó sẽ làm cái nước của mình đó. Tại vì nó sẽ làm cái nước của mình không có trong đó, nên là Ngọc chế ra, lấy ra chỉ cho ướp cho thơm thôi. Hello mọi người ơi, thì bây giờ Ngọc đã kho cái nồi thịt kho của Ngọc xong rồi. Hồi nãy giờ kho lâu lắm luôn ha, mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Các bạn chắc thấy cái mặt Ngọc sao vàng vàng đúng không? Không phải sức nghệ đâu, biết cái gì không? Nhị qua nghệ tây, tại vì Ngọc đọc trên mạng được á, là có người á, người ta pha với lại cái sữa tươi không đường á, xong rồi người ta đâm nhị qua nghệ tây, người ta rắc vô á, là Ngọc làm cái ly này nè. Đó, cái Ngọc đắp mặt nạ của nhị hoa nghệ tây. Nhưng mà bây giờ chứ Ngọc phải đi nãy giọt đắp mấy tiếng hồ đó, bây giờ sẽ đi rửa mặt thôi, chứ còn để vậy lên video thấy nó vàng vàng hay kỳ quá. Thịt kho của Ngọc đây mọi người ơi. Đó, rau, rồi cuốn bánh tráng. À, hai cục vàng. Cục vàng mới đi chơi về hả vàng? Trời ơi, không phải đi chơi nữa, ông đi chơi nữa, ở nhà ăn cơm. Ok. Có nhiều hoa người tây không? Không phải không? Mà nó thấy cái chai màu vàng rồi không bao giờ nó uống hết. Không mẹ ơi. Ủa chứ vậy? Mẹ màu red mẹ ơi. Màu red là màu nào? Màu red. Ồ, uống Halloween không? Dạ. Yeah, ok. Halloween. Oh, Halloween. Halloween. Just say Halloween. Halloween. Why can't I say Halloween? Nhìn thẳng, không có nhìn. Oh, thẳng. Right there. Không có nhìn thẳng nha. The the yellow water. Gì? No, mommy, I just like the red one. Oh, she wants the yellow water. We don't. No. Oh no. There's no red one, Jenny. We have the Halloween one. Halloween, yeah. Is that okay? Strong. Is that okay? Con uống đỡ nha. Do you want a carrot with ranch, JD? No. Con uống đỡ giùm mẹ nha. Mẹ không có màu đỏ, con gái muốn đỡ giùm mẹ cái màu này nha. Mà Halloween cho cô chú coi cái video có thấy chưa chay. Có thấy chay cho cô chú. Rồi ok vậy mới. Trời ơi con đã tự ăn cơm rồi cô chú kìa. Rồi mọi người ơi. Thì đây bữa ăn, bữa ta thấy chú Bình Thím Phượng ăn thèm quá. Phải làm một cái bữa ấy, bữa ăn thịt kho vịt. Chồng Ngọc anh mới đi tập gym về, nói wow, nghe cái mùi thấy ngon đó. Hôm nay cô chú mới thấy chay ăn cơm đúng không? Tại vì mới đi qua nhà, hồi nãy lúc mà qua nhà bà đi lâu rồi chơi là một tiếng đồng hồ trước á, là Ngọc có qua Ngọc đút cho sữa chua rồi, sữa chua Việt Nam mình á. Đánh gì thịt cơ ba? She's at Dolores's all day. Không, à mình ăn xong rồi mình mới chơi con. Mình ăn mình cho cô chú coi, mình ăn ngoan đàng hoàng, mình ăn ngon, mình thưởng thức đàng hoàng ha. Mời mọi người cùng ăn cái bữa thịt kho hột vịt của gia đình nha. Ngọc thì cuốn bánh tráng, còn chồng Ngọc thì ăn với lại cơm. Good. Good, good. Thấy good, chưa? Good, good, good. Rồi, giờ kiếm cái miếng nào có mỡ, chắc cắt ra quá chứ còn cái này. Biết làm sao không? Ngọc cũng làm chưa có rụt lắm, mọi người biết làm sao không? Không biết làm sao nữa, mà nấu 2 tiếng đồng hồ mà sao nó cũng chưa có mềm luôn, không biết. Mà bữa nay đói bụng quá nên thôi chưa mềm luôn, nhưng mà cũng phải ăn luôn cho rồi chứ mà còn đợi lâu quá. Đói bụng quá. Trong thời gian đợi là đắp mặt nạ đồ kia bài bản lắm á, chứ không phải giỡn đâu á.
Thời gian đợi cái lên lướt lướt điện thoại đó, cái thấy cái bạn kia nói cái ok làm liền. Rồi coi bây giờ gấp thịt vô nè. Cái thịt này Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc á các bạn. Nó bỏ da. Bỏ da rồi. Wow, ngon lắm. Yeah, it's pretty good. Giờ bỏ lá cải vô. Trời cái này nhỏ quá, sợ không vô hết. Ra bẻ mấy cái lá càng cua rồi cái gì đó, rau diếp cá vô nữa nè. Rau diếp cá của cái thùng của anh Tiến cho đó. Anh Tiến có coi video clip này, cảm ơn anh Tiến thêm lần nữa. Ê, bậy nha, ăn đàng hoàng chứ không có thổi phùm 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 vậy nha. I'm baking bubbles over there, JD. Này, cái cuốn của Ngọc đây, mời mọi người nha. Mmm. Chay à, chay, ăn cơm vô đàng hoàng con. Mmm. Mmm. Pretty good. Wow. Rau càng cua trồng ở nhà ăn thơm dễ sợ. Rau. Is it good? No. Why are you so mean? Mm. The chef is right in front of us and you said no? You can't be that rude. Mẹ nấu ăn mà con chê không ngon ta chay. You see, this is a nice shirt. Why are you wiping your hands on my shirt? Very rude. Đi đâu chơi? We got a rude daughter. Đó, là vậy đó. Không có cô chú được, mẹ đang quay video mà con nói để cô quay cho cô chú. Nó muốn quay cô chú để cô chú coi nó chế banh đó. Không được, con phải ăn xong rồi mẹ mới quay cho cô chú coi con chế banh được. Nếu con không ăn là mẹ là cô chú không có thích coi con chế banh đâu. Cô chú á, muốn chay ăn cho no, rồi chay có sức khỏe, rồi chay mới chay banh được nha. Không mấy là cô chú không có muốn coi đâu. Chồng Ngọc bắt chước Ngọc cắt ra. Yeah, should be good. Đó, ngon quá mọi người ơi. Thấy chú Bình Tiến Phượng ăn, nó thèm. Mà Tiến Phượng nấu thì rụt luôn. Không biết nấu lâu ha, ăn mai. Wow, rụt luôn. Sắp tới là ngoài cái chuyến đi Texas ra Ngọc còn một cái chuyến đi nữa mà để cái đó làm bí mật cho mọi người. Chuẩn bị đi nhiều lắm mọi người ơi. Cuộc đời là những chuyến đi mà đi để học hỏi, đi để trải nghiệm và đi để cảm nhận. Đời có bao lâu mà hững hờ không đi. Ngọc không biết từ bao giờ Ngọc thích đi nhiều như vậy, không biết từ bao giờ nữa mà cảm thấy mỗi lần đi mỗi lần thú vị, mỗi lần cảm nhận được nhiều thứ. Cái giúp cá, rau giúp cá không nhận ở nhà trồng á, ăn thơm ngon, thơm dễ sợ, thơm hơn mua ngoài chợ xong rồi. So this is called thịt kho trứng. Thịt kho trứng. Trứng is egg. That is pork. I haven't cooked it in a while, huh? Lâu lắm rồi không có học công. Ngọc không có nấu lại món này. Ngọc nhớ lần cuối cùng Ngọc nấu món này chắc Tết Việt Nam hả? Chắc vậy quá. Mà Tết Việt Nam bây giờ là cũng hồi tháng 2, bây giờ cũng tháng 10 rồi, tháng 8. Có 8 tháng chưa ăn lại thịt kho vịt chứ mấy. Ăn kho vịt à? Không, mệt quá. Come sit up here. No. Eat your food with us. Nãy Ngọc làm 8 cái trứng. Tại Ngọc biết chồng anh sẽ thích ăn trứng nhiều. Rồi chay nó cũng sẽ thích ăn trứng nên Ngọc làm 8 cái. So anyone contact you to buy the Todora Prius yet? They did, but they all never showed up. No one.
miếng thịt cũng còn còn thịt mà thịt cũng còn cứng quá chứ chưa, lấy cái này chắc nấu thêm 2 tiếng đồng hồ nó mới rục á. Kỳ ta. Nấu 2 tiếng đồng hồ mà chưa được luôn. Ngon quá mọi người ơi, hôm nay mọi người ăn cơm với gì comment ở dưới cho Ngọc biết. Ngon ha. Thịt kho rượu, phải kho cho nó rượu luôn thì mới ngon. Hy vọng lần sau có tính ra cái món này cũng làm mất thời gian dễ sợ. Mà cái này mà không có cái mỡ ở giữa là ăn nó sẽ rất là bị sạm. Wow, chồng mập rồi. Lần đầu tiên ăn hết chén cơm. First time, baby. Yeah, I got 2 and 2. 2 eggs, 2 pork. Hai cái trứng, hai cục thịt. Với lại nguyên, and a bunch of carrots. Nguyên một cái trứng, mà nguyên một cái gì chén cơm. Giữ. Giữ ta. I ate more than JD. I ate more than JD. Yeah. Ba giỏi hơn chay nhiều. Ba nay ăn quá trời luôn chay. Bữa nay JD's a loser. Yeah. Đây này không có giỏi, chay ăn dở quá. Mà chay là phải đợi mẹ. I ate more than you, JD, so I'm a winner. Chay phải đợi mẹ. Mẹ rồi này kia, hối thúc rồi này kia mới ăn. Chứ còn giờ là mê chơi rồi. Con tự nhiên lôi cái đồ đó ra chi cho nó, giờ nó mê chơi. Hôm nay trời rất là lạnh mọi người ơi. JD can cool just... today, huh? No, not really. No, it's cold today. It was colder yesterday. No. Yesterday it was raining. Chồng một bà nói hôm qua lạnh hơn hôm nay, thấy bữa nay lạnh đó. Đi ra đường mà cầm cái camera mà quay một chút là cái tay nó lạnh cống luôn, các bạn thấy không? Tháng 10. Like it warmed up when I came back from the gym. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Don't throw that on the table while we're eating dinner. Throw it in the can. Okay, stay with me, daddy. Lạnh á. Một chút nữa mang còn lại á, Ngọc sẽ đổ thêm một lon nước ngọt. Hey, Daddy, let me see your plate. Bắt lên nấu tiếp, nấu lại để cho nó rụng rụt luôn để coi coi sao. Oh my goodness. Oh my gosh. Daddy, play with me, Daddy. Play with you? Yeah. No, it's play with you. Play with me. No, play. P-L. Come here. Let everybody see my beautiful daughter in a romper. Say hi, everybody. Bye. No, it's not bye time. It's hi time. Are you being silly? Where are you going, JD? I'm playing my ball. You want some carrot? You want to try some carrot with Randy? No. Here, try it. You'll like it. No. So. So, try it. Yeah, quá bẻ nào. Cảm nhận ha. Look at mine. Oh, it's candy. Oh my god, so good. Candy. It's juicy. Candy. Cái củ cà rốt đó. Củ cà rốt candy. Nhỏ. Bên này ta bán nó giòn, mà nó ngọt dễ sợ. Just stick your tongue out. Chấm với lại cái... Stick your tongue out. Cái ranch. Ranch tiếng Việt là gì Ngọc không biết. Candy. Take a bite of the carrot, baby. It's better when you bite it with the carrot. Ngon quá. Okay, bye bye. Thôi bây giờ tới giờ mình bye bye cô chú rồi nè, chay nè. Ok mommy. Rồi lên đây bye bye cô chú. Bây giờ thì Ngọc nghĩ là sau khi tắt cái camera, bye. Cô chú không có thấy con. Và như vậy rất là mất lịch sự. Đi lại đây. Sau khi tắt cái video mà Ngọc sẽ làm thêm một cái cuốn mà Ngọc ăn. Thì hy vọng là mọi người thích cái video clip này, lâu lâu ăn lại thịt kho vịt. Với lại Ngọc biết mọi người rất là thích xem những cái video mà Ngọc ăn cuốn mà Ngọc là một cái big fan luôn, mọi người rất là thích ăn đồ cuốn luôn.
nên là hôm nay ăn rất là ngon. À, nhưng mà phải nấu cái này thêm nó rụt rụt chút nữa sẽ ngon hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng là mọi người like cái video, bấm cái nút đăng ký nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. It's right here, mommy. Con có chào cô chú chưa? Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. Thanks for watching. Thanks for watching. See you again. See you again. I love you. Love you. Chú cà mò. Chú mò mò. Cô chú ơi. Chay, chay, con tên gì á? Con tên em tên gì cho mẹ ơi. Ồ. Con thương mẹ làm sao? Con thương mẹ too much. Oh, she's such a cutie. Okay, bye everybody. Không, không, nhưng mà too much tiếng Việt là gì? Nhất gì? Nhất gì? Nhất gì? Nhất trên đời. Đúng rồi, nhất trên đời. She said how much you love me. She said too much. Oh, she's such she's a charm. Bây giờ con biết con làm gì không? Tắt cái camera giùm cho mẹ. Okay. Okay, high five. I told her to turn off the camera. Cô chú chờ nha, chừng nào tới bấm chừng nào kết thúc là chay nó tự kết thúc nha cô chú. Nó đang giờ cái ghế lên nó bấm tắt đó. Rồi bấm cái nút màu red nha.